chào quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình dân hỏi các cơ quan chức năng trả lời. Trong chương trình hôm nay thì chúng tôi mời đến trường quay ông Nguyễn Sĩ Hưng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để cùng bàn các cái giải pháp phòng chống thiên tai trong thời kỳ biến đổi khí hậu. Thưa ông, có thể nói rằng là những ngày đầu tháng đầu của mùa bão năm nay thì Nghệ An đã hứng chịu những cái thiệt hại nặng nề do mưa lụt gây ra. Vậy thì ông có thể cho quý khán giả biết được rằng là những cái dự báo về cái diễn biến của thời tiết trong thời gian tới như thế nào? Theo cái tổng hợp các mô hình dự báo mới nhất trong và ngoài nước thì hiện nay cái chuẩn sai mực nước biển tiếp tục giảm, khả năng cái xuất hiện La Nina sẽ từ đạt ở mức độ 56%, và khi xuất hiện La Nina chuyển trạng thái từ Enso sang La Nina thì tình hình mưa bão và áp thấp nhiệt đới và gió mùa đông bắc sẽ hoạt động sớm, và với cái cường độ của La Nina nó ở cái mức là trung bình và yếu, do vậy là những tháng cuối năm sẽ xuất hiện mưa bão áp thấp nhiệt đới, cho nên là ở đối với các tỉnh miền Trung, trong đó có Nghệ An, như vậy là trong thời gian tới chúng ta tiếp tục cảnh giác chủ động để mà đối phó với diễn biến cái mưa bão lũ lụt có thể xảy ra vào cuối năm. Được cái diễn biến bất thường của thời tiết và cái biến đổi khí hậu như vậy thì ngành và ban chỉ đạo phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh có những giải pháp thế nào trong thời gian tới? Trước cái tình hình cái biến đổi khí hậu, đặc biệt là khí hậu bất thường, Nghệ An mình là một cái tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước và đông dân, và thực hiện cái luật thiên tai thì năm nay đồng chí chủ tịch quán tỉnh, trưởng ban tìm kiếm cứu nạn cứu hộ và phòng chống thiên tai là tổ chức cái tổng kết sớm trong tháng 3 để đánh giá kết quả thực hiện 25 và triển khai phương ứng nhiệm vụ 26, đồng thời thành lập và kiện toàn của ban chủ huy, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên để kiểm tra đôn đốc thực hiện ở cơ sở, và đồng thời là ra soát để mà xây dựng phương án thích ứng với thiên tai của 26 và ra ống lũ quét, xây dựng các kịch bản phi bão lớn, siêu bão và lũ ống lũ quét, đồng thời là đôn đốc các cấp các ngành, các thành viên đi kiểm tra các cơ sở đến thôn xã để mà thực hiện cái phương châm 4 tại chỗ, đồng thời là tăng cường cái lực kiểm soát và hiệu ứng với cái cảnh báo tàu thuyền ở trên biển, bởi vì trên biển của chúng ta trong những năm gần đây xuất hiện nhiều cái mô hình trái chiều và không theo quy luật, biển lớn, bão lớn, siêu bão trên biển, cho nên là cái đảm bảo cho ngư dân an toàn sản xuất về phương tiện cùng con người. Thứ hai là đã xây dựng các cái phương án trọng điểm như đê Tả Lam, các hồ đập lớn như vực Mấu, sông Sao để tránh cái thiệt hại gây ra, đặc biệt là phối hợp và xây dựng tốt và quan hệ tốt và điều hành tốt cái vận hành liên hồ chứa, đặc biệt là các hồ thủy điện. Còn đối với phương tiện thì ban chỉ huy tìm phòng chống thiên tai tỉnh đã giáo cho lực lượng quân sự công an ra soát các phương tiện để đủ phương tiện để ứng phó. Đối với công tác cảnh báo thì năm nay báo Nghệ An, đài phát thanh truyền hình Nghệ An đã tăng thời lượng cập nhật các thông tin về cảnh báo lũ lụt, về hướng dẫn cái luật phòng chống thiên tai và đặc biệt là cái hướng dẫn về cho người dân nắm được cái quỹ thiên tai theo nghị định 94 và được tăng cường hơn, cho nên là ý thức của người dân được các ngày được tăng cường. Còn đối với các lĩnh vực như là tập huấn tuyên truyền hướng dẫn nhận thức cộng đồng cho các đối tượng trực tiếp chỉ đạo từ thôn bản đến cơ sở về cái luật phòng chống thiên tai, luật đê điều, luật thủy lợi, cái quyết định 72 về an toàn hồ đập để cho mọi người dân nắm được, đồng thời là cho cả các bộ ngành chủ động trong cái phòng chống thiên tai. Thưa ông, có một số cái ý kiến của bạn xem và bạn đọc gửi về chương trình, đó là ở miền Tây Nghệ An ấy thì có nhiều cái công trình thủy điện, và khi vào mùa mưa lũ ấy, thì những cái công trình này xả lũ đã làm cho cái việc mà ngập úng ở hạ lưu nó càng thêm trầm trọng hơn. Vậy thì ông đánh giá nào về những ý kiến đó? Ý kiến đó là cũng cái nỗi lo lắng của mọi người dân. Thì hiện nay ở địa bàn tỉnh Nghệ An chúng ta có 11 hồ thủy điện, trong đó là có 10 hồ đã vận hành, còn một hồ Chốc Khê đang trong quá trình chuẩn bị vận hành. Các hồ thủy điện nằm trên lưu vực sông cả
là 7 cái, còn ở lưu vực sông Hiếu là 3. Thì lưu vực sông Hiếu thì có 3 cái, tức là sâu vá nằm mô về bẩn gốc, còn lại bẩn về cái bố châu cái các thứ là ở bên này. Nhưng mà đối với cái hồ thủy điện ấy thì nó phải tuân thủ theo một quy định nghiêm ngặt cho thủ tướng phê duyệt. Trước khi vận hành thì là có quy định này và phải tuân thủ nghiêm ngặt theo đúng quy định. Đấy, trong cái điều kiện khi anh xả lũ thế nào, làm thế nào là đều có quy trình. Thì trong cái quá trình xả lũ thông thường cũng phải theo quy định. Nhưng mà xả vụ khẩn cấp là phải tuân thủ đúng nghiêm ngặt quy trình, nhưng phải thông báo cho địa các cái vùng hạ du trước 4 tiếng bằng còi rú, thông tin cảnh báo, rồi bằng loa phóng thanh, bằng văn bản để cho ban chỉ huy phòng chống lụt bão từ tỉnh đến các huyện chủ động đôn đốc nhân dân phải di dời ở những cái vùng mà có thể bị ngập. Nhiều ý kiến người dân cũng lo lắng đó là chính là cái thời gian từ cái thông báo cho đến cái thả lũ có nhiều cái lúc mà khẩn cấp quá, người ta không kịp di dời, hoặc là những cái công trình thủy điện đó tổ chức thông báo trong đồng thời cũng tiến hành xả lũ luôn. Vậy thì chúng ta có kiểm soát được cái đó hay không? Riêng cái hồ thủy điện mà vừa thông báo về xả lũ là không là giấy tờ quyền phạt của chúng tôi, tức là có hệ thống camera giám sát và mực được dẫn thì phối hợp với đài khí tượng thì ván Bắc Trung Bộ dùng biết ngay, cho nên là cái tình trạng vừa thông báo về xả lũ là không thể xảy ra. Nếu xảy ra thì là buộc cái bộ phận đấy là phải xử lý nghiêm túc. Cho nên là cái quan sát hiện nay thì chủ yếu là hồ bản vẽ, nhưng mà chúng tôi nắm được cái hồ bản vẽ rồi thì các cái hồ khác là chẳng hạn như Khe Bố, Nầm Nơn, rồi Châu Khê là những cái đập tràn, cái nước nó vào ở cái tần suất đó thì nó lại ra. Nhưng mà tuy nhiên khi ở cái lưu vực ở cái sáu cuối của bản vẽ thì mưa lớn cấp thập thì có lúc phải xả khẩn cấp, nhưng buộc lòng cũng phải báo cáo trước 4 tiếng để người dân chuẩn chủ động. Trong thời gian qua thì có nhiều người phân vân về cái công tác dự báo thời tiết và dự báo những cái thiên tai xảy ra, nó chưa có phần để mà phòng chống hiệu quả. Vậy ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào? Vấn đề này mọi người dân và chúng ta rất quan tâm về công tác dự tính dự báo. Bởi vì dự báo dự tính sai thì không kịp thời sẽ ảnh hưởng tác động lớn đến cái thiệt hại. Nhưng mà quá theo dõi từ đâu thấy là cái đài khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ ở đấy dự báo tương đối sát và tương đối kịp thời. Và giúp cho cái ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh và đặc biệt là văn phòng là thông báo kịp thời đến các địa phương. Thì hiện nay chúng tôi đã hoàn chỉnh cái hệ thống tin nhắn do Sở Truyền thông phối hợp giúp cho. Cho nên là khi có cảnh báo của đài thì thường Bắc Trung Bộ thì chúng tôi làm hệ thống cảnh báo nhắn tin bằng điện thoại di động cho từ tỉnh ủy, ủy ban, các ngành, các sở, các ban chỉ huy, đặc biệt là chủ tịch và chủ tịch các xã vùng ven biển và vùng hãy thường luồng lũ quét cập nhật từng ngày. Chẳng hạn như cái đợt mưa vừa rồi từ mùng 10 đến 15 tháng 9, cái cảnh báo của chúng tôi rất sớm, tức là ngày 12, 13 có hai cảnh báo gửi bằng văn bản và phải đến các cái vùng luồng lũ quét, đặc biệt là cảnh báo là Quy Châu, Quy Hợp, Quế Phong, Tương Dương, Anh Sơn và Kỳ Sơn. Thì chúng tôi đã cảnh báo đến tất cả ban chỉ huy và nhắn tin qua hệ thống và phách cho các đơn vị để cảnh báo cái này. Nhưng mà cái thời tiết bất thuận, mưa trong dồn dập trong 3 tiếng đồng hồ trên 25 ly gây là luồng lũ quét. Như vậy là phải khẳng định rằng là cái công tác của chúng ta rất kịp thời và đặc biệt vai trò cấp huyện, cấp xã rất chủ động. Như ông vừa thông tin vừa rồi ấy, thì cơn bão số 4 vừa rồi và hoàn lưu sâu bão vừa rồi đó thì chúng ta đã có dự báo tốt. Về những người trên địa bàn tỉnh trong cái đợt vừa rồi thì vẫn có 5 người chết và gây ra nhiều cái thiệt hại về tài sản. Vậy thì trong thời gian tới thì chúng ta cần phải tiếp tục nâng cao cái công tác cảnh báo như thế nào? Đối với Nghệ An ta là có diện tích 16.449 km2 lớn nhất cả nước, dân số đến 3 triệu. Phân bố ở miền núi 8 địa hình là 83%, 17% đồng bằng và khu đô thị. Và cái địa hình của chúng ta dốc cao, vò những vùng rất khó khăn, đặc biệt đó là ở vùng sâu vùng xa. Cho nên là công tác và cái ứng cứu phòng chống tuyên truyền vận động ở đấy và khả năng lũ ống lũ quét xảy ra càng lớn, cho nên cái việc rất khó khăn trong cái việc vấn đề này. Thứ hai là ở Nghệ An chúng ta có 625 hồ đập, trong đó có 61 cái được quy chuẩn
theo quy điều kiện mới của Bộ Nông nghiệp, tần suất ứng với thiên tai là 1 đến 1,2%, còn lại các hồ đập khác ở đứng tần suất là 5 đến 10%. Và quá trình làm thì do đắp bằng thủ công, đất không tròn được thiết kế định hình cống và tràn đất, cho nên nguy cơ nếu như vượt quá tần suất thì có thể vỡ. Đó là cái vấn đề khó khăn thứ hai. Vấn đề thứ ba là địa bàn tỉnh Nghệ An chúng ta trên 4.000 tàu thuyền, hàng vạn lao động ngư dân ở trên biển, và thời tiết trên biển thì càng ngày càng phức tạp, có bão lớn, bão to và siêu bão. Cho nên cái hệ thống cảnh báo của mình thông tin liên lạc chưa đồng bộ, cho nên việc kêu gọi tàu thuyền về neo đậu và đảm bảo an toàn tính mạng tài sản người dân đang gặp khó khăn. Thứ hai là các cái cảng, cái bến để đậu tàu thuyền của chúng ta mới đạt được 75%, còn 25% phải chen chúc, phải ghép cho nó cho kia. Cho nên là cái việc mà cái đảm bảo kêu gọi tàu thuyền và neo đậu là mới đạt được như vậy. Còn đối với một cái vấn đề nữa là cái hiện nay ấy, là cái lực lượng chuyên trách ở cấp huyện, cấp xã về phòng chống thiên tai đang phải kiểm nghiệm, cho nên trình độ chuyên môn có những hạn định nhất định, và cho nên là cần phải cái tăng cường cái tập huấn đến chỗ này, đồng thời ý thức người dân có những vùng là ít bị thì hãy chủ quan, nhưng mà thời tiết bất thuận thế này chưa biết khi nào cả, cho nên là phải tăng cường tuyên truyền nhận thức cho mọi người dân quan tâm đến cái lĩnh vực của mình để mà chủ động cái phòng chống thiên tai, và trước hết là gia đình phải chuẩn bị một phương án thật tốt cho thích ứng với thiên tai và chấp hành các cái mệnh lệnh chỉ huy của các cấp chính quyền từ huyện đến khi giờ dân lũ quét. Cái ứng phó thiên tai năm nay thì chúng ta đã kêu gọi được trên 4.000 tàu thuyền, trên 2.000 lao động về nơi an toàn không xảy ra trên biển. Và cái hoàn lưu bão số 4 vừa rồi thì buộc chúng ta phải di dời 130 hộ ở ba huyện là Quỳ Châu, Tương Dương và Quế Phong, trên gần 1.000 người về an toàn, không để lũ ống lũ quét sạt lở đất. Chúng ta vừa rồi là trôi giạt, tức là lũ ống lũ quét đẩy 16 nhà bị trôi, 350 nhà bị sập, mà trong mưa trong đêm. Nhưng mà nhờ cái sự cảnh giác và đặc biệt là quan tâm sâu sát của các chính quyền cơ sở và cái sự chỉ đạo quyết liệt của ban chỉ đạo tỉnh, cho nên là nó vượt qua được cái cơn khó khăn đó. Vâng, xin cảm ơn những cái thông tin ông Nguyễn Sĩ Hưng đã trao đổi. Thưa quý vị, với những cái chia sẻ của ông Nguyễn Sĩ Hưng thì chúng ta biết rằng biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng rất là trầm trọng đến đời sống của nhân dân. Nó sẽ tiếp tục diễn ra với nhiều phức tạp và khó dự đoán. Bởi vậy mà với những thông tin trao đổi của ông Nguyễn Sĩ Hưng thì hy vọng rằng bà con sẽ chủ động hơn trong công tác phòng chống thiên tai. Chương trình của chúng tôi cũng xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.